các bạn thương. Đây là cái địa điểm cao nhất ở trên đỉnh núi, và nhìn xa xa kia các bạn thấy phi trường không, và các bạn thấy cái vòng biển đó là cái nơi harbor đóng khi tấn công ở cái Pearl Harbor. Ở đây là những cái hình ảnh từ từ chúng ta sẽ thấy vi toàn khung cảnh Honolulu, và đằng xa kia như các bạn đã thấy cái đó là Diamond Head. Diamond Head đã tồn tại từ 6 triệu năm về trước, và thời gian đó là lần đầu tiên coi như là núi lửa đã phun ra, và cái Diamond Head vẫn còn tồn tại. Và đó là những cái hình ảnh mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Và bây giờ để cho các bạn thấy đó là cái thành phố của Hawaii. Và đây nhắc lại, đây là cái Diamond Head mà chúng tôi sẽ lên, và tôi trở lại một vòng nữa để cho quý vị thấy đó, xa xa là núi trùng điệp điệp, và chúng tôi đã có một khu bên núi bên nước. Ok.